14 năm thi đấu chuyên nghiệp, hết mùa giải 2020, Cọc Duy quyết định giải nghệ. Lựa chọn tiếp theo của anh cũng như rất nhiều cựu cầu thủ khác là truyền kinh nghiệm chơi bóng cho thế hệ trẻ. Hiện tại anh đang làm trợ lý tại U17 PVF. Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Ngọc Duy. 14 năm thi đấu chuyên nghiệp cho 3 câu lạc bộ, nhưng màu áo này là nơi anh có nhiều thành công nhất. Thanh xuân của Ngọc Duy là ở đây. Đội bóng này mang đến cho Duy danh hiệu và cả thương hiệu. Sự nghiệp của tiền vệ này có 3 chương. Chương ở giữa chính là thời điểm anh khoác áo Hà Nội T&T. Trước đó là quãng ngắn phục vụ cho thể công. Và ở đoạn cuối, anh có 5 năm thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn. Đội bóng Sài Thành không mang đến những tấm huy chương và chiếc cúp, nhưng đây là bệ phóng để Ngọc Duy viết tiếp niềm đam mê của mình sau khi giải nghệ. Đam mê của một huấn luyện viên. Ngay từ khi mình trước nghỉ đá bóng, mình đã nghĩ đến cái con đường này rồi. Và khi quyết định kết thúc sự nghiệp bóng đá ở câu lạc bộ Sài Gòn, thì bản thân lãnh đạo của câu lạc bộ cũng đặt vấn đề và cũng muốn là sẽ hướng để cho Duy làm về công tác đào tạo trẻ. Kế hoạch sớm được tính tới, nhưng khi bắt tay vào công việc, Ngọc Duy còn thiếu rất nhiều. Thứ anh có là kinh nghiệm của cầu thủ chuyên nghiệp, là đam mê. Nhưng với công tác đào tạo trẻ, anh vẫn chỉ là người đang có những bước đi đầu tiên. Cái hành trang mà để mà bước vào cái con đường làm huấn luyện viên trẻ này, thì trong tay bản thân em cũng chỉ có cái bằng C và bằng B. Đấy là cái mà mình đã học và đã có bằng. Còn bản thân đến cái thời điểm hiện tại mà khi mà bắt tay vào công việc thì gần như là mình chưa có cái gì, chưa có kinh nghiệm. Khi mình làm cầu thủ, mình hiểu theo một cái cách khác. Nhưng mà khi mình đã là huấn luyện viên rồi, thì mình lại phải chỉ hướng dẫn và mọi thứ mình trao đổi với các em, chỉ cho các em nó đều phải tỉ mỉ hơn khi mà mình là cầu thủ. Bên lề cuộc trao đổi, Ngọc Duy nói rằng công tác đào tạo trẻ cần có sự kiên trì và tỉ mỉ. Các em giống như búp trên cành, phương pháp đào tạo như thế nào là rất quan trọng. Nhưng hơn hết, học trò của anh phải hiểu được giá trị mình đang làm. Các cầu thủ trẻ, cái điều mà quan trọng nhất là động lực và sự cầu tiến. Còn về chiến thuật, kỹ chiến thuật hay là thể lực, cái đấy thì các bạn có thể trau dồi được. Ngọc Duy đang là trợ lý của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, một người cũng có nhiều năm làm trẻ. Học nghề qua những phần mềm giảng dạy chỉ là một phần, kiến thức thực tế mới là chân giá trị. Cái thiếu của một huấn luyện viên trẻ khi bắt đầu vào nghề đấy là cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây nó không phải là kinh nghiệm về bóng đá, mà kinh nghiệm là kinh nghiệm về huấn luyện, về cách tổ chức, cách dạy. Thì em rất may mắn khi mà em về đây là em lại được phân công làm trợ lý cho chú Nam. Chú cũng là một người rất là nhiều kinh nghiệm và cũng luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những cái gì mà có thể tốt nhất để em có thể hàng ngày một mình trau dồi. Nguyễn Ngọc Duy đang có bước đi đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên trẻ. Phía trước, áp lực là rất nhiều. Tính chất công việc đòi hỏi anh phải liên tục trau dồi để sớm hoàn thiện bản thân. Đời cầu thủ, anh đã rất thành công. Anh có một sự nghiệp mà thế hệ trẻ mơ ước. Và giờ, anh trao lại ước mơ đó cho những tài năng tuổi 17 để họ viết tiếp hành trình mà anh đã trải qua.